thưa quý vị và các bạn, bây giờ thì Diễm Trang đang đứng trước một vườn trinh nữ hoàng cung. Và vào mùa này thì trinh nữ hoàng cung không có hoa và bị sâu bệnh rất nhiều, vì thế mà người ta đã cắt bỏ đi. Và đây chính là hình ảnh của những cây trinh nữ hoàng cung sau 2 tuần lễ được cắt. Trong thời gian gần đây thì có rất nhiều thông tin về công dụng của cây trinh nữ hoàng cung, và cũng có rất nhiều công trình nghiên cứu rất thành công đưa ra thị trường những sản phẩm rất là hiệu quả từ cây trinh nữ hoàng cung. Trong chương trình Dược liệu quanh ta ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về những bài thuốc trị bệnh nhân gian từ cây trinh nữ hoàng cung với lương y Nguyễn Công Đức, khoa học cổ truyền Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, mà đặc biệt đó là bài thuốc về trị bệnh u xơ tử cung. Xin được chào lương y ạ. Và xin giới thiệu đến quý vị, đây chính là lương y Nguyễn Công Đức, khoa học cổ truyền Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa lương y, một loài cỏ quý nào, một loài hoa nào khi được sinh ra cũng có nguồn gốc gì cái tên của nó? Và Diễm Trang được biết cây trinh nữ hoàng cung là có nguồn gốc từ hậu cung, đặt tên nguồn gốc từ hậu cung. Thế thì lương y có thể nói rõ hơn về cái tên rất là xinh đẹp của nó không ạ? Cảm ơn. Hiện nay thì tên gọi nó là trinh nữ hoàng cung, có người gọi là hoàng cung trinh nữ. Xuất phát cái tên này á, là từ trong cung đình. Thì thường là thời phong kiến, mấy ông vua thì thường là cung tần mỹ nữ rất là nhiều. Nhưng mà khi tuyển các cô này vào thì khoảng 16 tới 18 tuổi. Nhưng mà có khi suốt cả đời hoặc là tới 40-50 tuổi cũng chưa hề được gặp vua. Thì từ đó nó cũng phát sinh ra một số bệnh. Mà theo đông y thì bệnh của phụ nữ là những cái bệnh nó uất. Mà uất thì nó kết lại, thí dụ như là thay đổi sự bọc tuyến vú. Bây giờ đó thì hồi xưa nó là u vú, rồi u xơ tử cung người ta cũng không hiểu. Nhưng mà nó là những cái bệnh lạ. Và một cái điều rất là lý thú là khi bị bệnh như vậy thì người ta mới đi tìm cái cây, mình nói cây này đi, dạ, vâng, để sử dụng, chưa có tên, chưa có tên, dạ, để sử dụng. Thì sau đó thấy cái kết quả nó rất là tốt, dạ, nó cải thiện được, tức là những người này thấy khỏe khoắn, không có bị bực bội, không có bị bệnh nữa, đại khái là như thế. Từ đó người ta mới đặt cái tên là trinh nữ hoàng cung. Thì đầu thập niên 80, một số sĩ quan cấp tá của quân khu 7 thì qua công tác ở Campuchia thì thấy rằng là dân ở Campuchia cũng dùng cái cây này để mà trị bệnh, đặc biệt là nhân sơ và u xơ tử cung và u xơ tiền liệt tuyến, nói chung là cái gì mà thuộc về khối u. Thì quý vị mới đem về Việt Nam và phổ biến sử dụng. Thì thầy Đỗ Tất Lợi đã ghi nhận cái chuyện này. Và sau khi tìm hiểu thì thấy rằng ở Trung Quốc người ta cũng dùng cái cây này với tên là Tây Nam Vân Thù Lan. Và một cái loại nữa là Vân Thù Lan thôi. Và khi tìm hiểu cái cây này thì công dụng người ta dùng ở Trung Quốc trị đau nhức, phong thấp, phù thủng, rồi mẫn ngứa, đại khái là như vậy, không có nói gì tới cái chuyện khối u cả. Mãi cho tới sau này thì năm 1983 là Blanta Medica, và tới năm 88 Plasmo mới công bố là đây là cái ở Việt Nam có một cái giống cây mà người ta quen gọi là trinh nữ hoàng cung. Thì thầy Đỗ Tất Lợi mới tìm ra cái tên thường dùng nó là nán lá rồng, còn dân gian còn gọi là cây tỏi lơi. Tên khoa học nó là Rhinum latifolium, họ thủy tiên Amaryllidaceae. Rồi cái trinh nữ hoàng cung này á, đặc điểm là nó cây nó thấp, nó nhỏ, nhưng mà nhiều người nhầm lẫn với cái cây đại tướng quân khi nó mới trồng nó còn nhỏ. Diễm Trang phát hiện đằng kia cây đại tướng quân đúng không ạ? Vâng, đây chúng ta sẽ phân biệt luôn. Ta phân biệt như thế nào? Đây là cây đại tướng quân. Đây bà con thấy nè, sở dĩ gọi đại là nó lớn nè, dạ, nó lớn. Mà nếu mà so cái cây lớn với cái cây bé thì cây trinh nữ hoàng cung nó thấp, nó nhỏ nè. Người ta nhầm như thế nào? Đây là cây con. Cây con của cái đại tướng quân. Thế bây giờ mà nếu mà đó, thế bây giờ mới trồng thì coi như là nó giống nhau. Thế thì chỉ khi nào mà nó lớn như thế này thì người ta mới thấy phân biệt được, và chờ nó ra hoa thì nó mới phân biệt được. Đấy, thành ra vâng. Đây, cái đặc điểm trinh nữ hoàng cung là lá nó phải giận và màu nó là nó nhạt, nó màu lá chuối non. Còn các cái cây khác thì
thường nó sậm và cái lá của nó thẳng, nó không có dạng sống ha. Thì tên khoa học nó khác, mặc dù nó là Rhinum nhưng mà cái anh này là nán hoa trắng, là Rhinum asiaticum. Còn nếu mà nó hoa nó màu đỏ hoặc màu tía tím thì nó lại là Rhinum angiospermum. Nó khác nhau, người ta phân biệt bằng cái tên khoa học. Còn đây là cây bạch trinh. Dạ. Đây. À, đó. Lá bạch trinh. Đây, bạch trinh. Thế bây giờ nếu ta so sánh nó với lại trinh nữ hoàng cung thì rõ ràng là nó thẳng nè. Có sự lá khác biệt rõ ràng. Khó rõ ràng. Còn cái trinh nữ hoàng cung mình nó khác. Dạ. Hai cái nó khác nhau. Lá bạch trinh cũng to hơn. Cũng to hơn, dạ. Nó dài, đặc biệt là lá nó thẳng. Còn đây là trinh nữ hoàng cung. Mà lá nó trên nữ thì nó thấp vậy thôi, dạ. Còn này nó rất cao. Là cao. Nó cái tên nó có khác như vậy, nhưng mà trong cái sử dụng thường á, thì người ta thấy rằng nếu dùng cái cây nán lá rộng, cây tỏi lơi, tức là cái cây trinh nữ hoàng cung mà chúng ta đang thấy đây, dạ, để làm thuốc thì nó có kết quả hơn và nó ít có những cái phản ứng phụ. Còn cái cây đại tướng quân, tức là nán hoa trắng với nán hoa tím, người ta dùng ngoài nhiều hơn, tức là chỉ hơ lửa rồi đắp những cái vết mà bị sưng trặc thì nó có kết quả hơn là uống trong. Hiện nay thì cây trinh nữ hoàng cung được trồng rất nhiều để người ta dùng làm nguyên liệu chế biến thuốc. Thế nhưng cũng có một số người chỉ biết qua sách báo hoặc là qua truyền hình mà thôi. Thế thì để nhận biết chính xác được cây trinh nữ hoàng cung thì chúng ta nhận biết ở đặc điểm nào ạ? Riêng cái cây trinh nữ hoàng cung này đó, cái hoa nó màu phớt hồng, nó tím mà có màu hồng, cái củ của nó cũng hồng và cái màu của nó là nó hơi màu lá mạ non, dạ, chứ không phải là màu xanh sẫm. Và đặc biệt là cái lá của nó gợn sống, lá nó gợn sống. Và một cái điểm nữa là khi chúng ta mà ngắt nếu mà ta ngắt nó ra thì nó có tơ, nó có tơ đúng không? Vâng, nó có tơ như thế này đấy, dạ. Cái tơ đây là cái đặc điểm. Và khi mình phơi khô á, thì cái mùi của nó là cái mùi thuốc lá, nó như cái mùi thuốc lá. Thì mình biết chính xác nó là trinh nữ hoàng cung. Và còn công dụng của nó thì đã sao ạ? Vâng, công dụng nó thì xin trình bày luôn, dạ. Tức là người ta đã nghiên cứu và người ta đã công bố hẳn với mình rồi. Tức là trị khối u, đặc biệt là nữ á, thì là u xơ tử cung hay là nhân xơ tử cung, được phát hiện qua siêu âm, đi siêu âm bình thường thôi. Nhưng mà nó có cái hay thế này nè, là vì đông y á, người ta lý luận á, là cái mạch nhâm á, là nó phân bố ở môi. Cho nên khi mà người nữ tự nhiên thấy sậm sậm cái môi trên, tức là người ta nói có râu. Hai nữa là mạch nám, thì làm ơn đi siêu âm liền. Có khả năng mình bị nhân xơ tử cung mà mình không biết. Đó là cái dấu hiệu mà đứng về phía đông y mà người ta phát hiện, người ta thấy nó như vậy. Thì nếu mà thấy như vậy thì làm ơn đi siêu âm. Nếu nó còn nhỏ thì chúng ta uống thuốc liền, nhất là trinh nữ hoàng cung, thì hiệu quả của nó tốt hơn là chờ cho nó lớn. Dạ. Rồi như vậy cái liều dùng như thế nào để cho phù hợp ạ? Dùng trinh nữ hoàng cung phối hợp với lại cái cây đinh lăng lá nhỏ. Đây là cây đinh lăng. Nãy chúng ta đang giới thiệu cái cây thuốc trinh nữ hoàng cung trị cái u xơ tiền liệt tuyến, được phát hiện qua siêu âm. Ta gọi là u xơ tiền liệt tuyến hay là phì đại tiền liệt tuyến cũng thế ha. Có thể phân biệt với lại cái là ung thư tiền liệt tuyến. Cái này thì phải làm các xét nghiệm khác để mà khẳng định. Còn ở đây chúng ta chỉ trong phạm vi này chúng ta nói là u xơ tiền liệt tuyến thôi. Như vậy thì khi nào mà cái khối u nó nhỏ lại thì nó sẽ cải thiện cái đi tiểu. Tại vì khi u xơ thì người ta sẽ đi tiểu gắt, tiểu buốt, rồi đi tiểu không hết. Như vậy thì khi khối u nó nhỏ lại thì nó sẽ cải thiện được cái vấn đề đi tiểu của quý ông. Như vậy là liều dùng như thế nào? Lá trinh nữ hoàng cung, nếu mà lá tươi nha, nếu mà ba lá mà nó dài như thế này là 100 gram. Còn nếu ta dùng cái lá mà nó nhỏ hơn nhỏ tí hơn, xíu, dạ, ví dụ như nó cỡ này thôi thì ta là 5 lá. 2, 3, 4, 5 lá. Vâng, thì có thể lần đầu chúng ta cân đi, rồi lần sau cứ liệu chừng cắt như thế thì chúng ta sử dụng. Lá đây to là 3 lá, còn lá nhỏ vâng, là 5 vâng, lá. Vâng, 5 lá, dạ, nghĩa là liều đấy, nó là 100 gram. Còn cái đinh lăng thì bộ phận dùng nó là lá thôi. Lá cộng, như thế này. Vâng, vâng. Dạ.
rất là đơn giản thì cũng 100 gram. Mình thái nhỏ ra. Dĩ nhiên là trinh nữ hoàng cung cũng thế. Ta cứ dùng dao rửa sạch rồi thái nhỏ bình thường, bỏ vào nồi đổ 2 lít nước, nấu còn lại 1 lít, uống cả ngày. Uống như uống trà. Vâng, uống như uống trà thôi, suốt ngày thôi, không có vấn đề gì. Đó là cái u sơ tiền liệt tuyến. Vâng. Đối với nữ thì hiện nay á, phải nói là ta rất là quan tâm về cái nhân sơ tử cung, còn gọi là u sơ tử cung. Cái tuổi là từ 35 tuổi trở lên mà người ta thấy tỷ lệ mắc nó khoảng 20%. Trong cái tuổi mà 35 tuổi trở lên mà 20% bị thì mình thấy là tỷ lệ không phải là nhỏ, cho nên cũng là mối quan tâm lớn. Và cũng xin giới thiệu cái cũng là trinh nữ hoàng cung ha. Ba lá nghĩa là 100 gram. Và cái phối hợp của cái bài thuốc mà trị u sơ tử cung lại là nghệ. Ha. Ba lá trinh nữ hoàng cung, vâng. lá lớn. Còn lá nhỏ vẫn tiếp tục lá nhỏ. Vâng, là lá nhỏ là 5 lá. Rồi nghệ tươi khoảng bao nhiêu ạ? 50 gram. Rất là dễ nhớ là đây là 100, đây 50. Đổ vào cũng như rửa sạch đi, ta thái nhỏ hết. Đổ vào là 1 lít nước, nấu còn lại nửa lít, chia 3 lần uống trong ngày. Vậy thì việc kết hợp giữa trinh nữ hoàng cung và nghệ cùng hay là trinh nữ hoàng cung với đinh lăng thì có ý nghĩa như thế nào? Vâng, riêng cái trinh nữ hoàng cung với đinh lăng là nó cải thiện cái việc mà nó làm yếu sinh lý của quý ông. Cho nên là để khắc phục cái này thì thêm cái đinh lăng vào thì nó cái sự tương tác nó không còn nữa. Còn cái nghệ á, thì tên thuốc nó là khương hoàng. Ở trong đông y á, là cái công dụng của khương hoàng nó là hoạt huyết, trục ứ, thông kinh, thông kinh lạc. Đấy, có cái chữ hoạt huyết, trục ứ, thông kinh lạc. Thì nó xếp vô cái nhóm này. Thì trong đông y cho rằng nếu như mà bị nhân sơ hay u sơ á, là do bị uất kết, tức là cái khối u nó bị kết lại. Như vậy nếu một mình trinh nữ hoàng cung thì cái công dụng nó cũng là hoạt huyết trục ứ. Nhưng mà cái đông y lại lưu ý đến cái chuyện là quân thần tá sứ. Vị thuốc quân là vị thuốc giải quyết triệu chứng chính của bệnh. Vị thuốc thần là vị thuốc hỗ trợ cho vị thuốc chính tăng thêm tác dụng. Như vậy thì tại sao ta không hỗ trợ thêm một cái nữa để tăng cái tác dụng là hoạt huyết trục ứ? Cho nên cũng giống như là Tây y, nếu mà bị viêm nhiễm gì đó thì người ta dùng kháng sinh rồi phải phối hợp với kháng viêm nữa thì thấy hiệu quả hơn là dùng đơn độc một thứ. Thì đông y cũng vậy. Thì cái này là đề nghị, nhưng mà tôi thấy rằng cái kết quả của nó cao hơn nếu như sử dụng cái u sơ tiền liệt tuyến một cái thời gian là 64 ngày, nếu mà đơn độc. Nhưng mà nếu phối hợp với lại đinh lăng thì thấy thời gian nó ngắn lại. Khoảng bao lâu ạ? Thì khoảng chừng 1 tháng là chúng ta đi siêu âm lại thấy là nó sẽ nhỏ hơn. Nó nhỏ hơn. Một cái lưu ý nữa là nhớ uống bụng no. Dạ, bụng no, tại vì sao ạ? Vâng, nếu mà uống bụng đói á, thì cái kích ứng của cái trinh nữ hoàng cung nó kích thích cái niêm mạc dạ dày, nó làm cho buồn ói. Mà ói thiệt chứ không có buồn gì cả. Thế cho thì nên đối với phụ nữ có thai thì sao? Cái này thì quá rõ ràng là vì nữa cái công dụng của nó là hoạt huyết trục ứ, tức là cái gì mà có cục có u thì nó đẩy ra, cho nên có thai không được dùng trinh nữ hoàng cung. Đó chính là một điều lưu ý cho bà con. Thì đó là cái ý nghĩa của cái việc kết hợp hai cái vị thuốc. Cũng như là cái thời gian để sử dụng có hiệu quả, đúng không Lương? Vâng. Nãy giờ thì chúng ta chỉ cách dùng bằng lá tươi thôi, thế thì để mình dự trữ, để có thường xuyên dùng thì mình làm sao mình đãi khô bằng đốt tốt như thế này ạ? Vâng, muốn được khô như vậy thì ta chọn lá nó đã già, tức là đây nó như già rồi, cỡ này ha. Rồi rửa sạch đi, trần qua nước sôi. Rồi khi phơi, ta phơi từng lá, ta lấy dây kẽm mà ta để. Rồi cứ từng lá một, từng lá rồi để lên như thế này. Phơi thì nó sẽ khô như thế này. Mà khi khô xong á, thì ta mới túm nó lại, bỏ lại. Như vậy thì ta có, đây là lá mà nó đã khô thì chúng ta túm lại vậy thôi. Này, lá dài, thấy chưa, một cái lá to thế này mà cuối cùng khô lại này nó chỉ có bấy nhiêu thì đủ thấy cái chất lượng của nó như thế nào. Trong bao lâu thì nó khô? Đây là 5 ngày nữa được không vậy? Mình thêm nữa 2 ngày nữa thì đủ 7 ngày thì nó khô như thế này. Để giữ cho nó không bị mốc thì mình có cách nào không ạ? Chính ra cái việc trần nước sôi đã là cái khâu đầu tiên trong cái bảo quản dược liệu. Cái trần nước sôi một phần nào đó nó diệt được một số khuẩn và nó làm cho nó đã chín phần nào
cái lớp bảo vệ của cái lá tươi rồi, ha. Cho nên khi ta phơi nắng thì nó khô. Nhưng mà một khâu nữa, nếu chúng ta để trần ở ngoài, ha, ngoài bình thường vậy thì một tuần sau có lẽ là nó cũng bị mốc á. À, thành ra muốn bảo quản cái này thì sau khi đã khô rồi đưa vào bao ni lông, nhớ là để cho nguội nha. Còn nếu mà nó đang nóng bỏ vô nữa, đổ mồ hôi thì nó cũng mốc nữa ha. Rồi đưa vô cái bao ni lông ta ép hết hơi ra, rồi cột kín lại thì coi như bảo quản được 5 tháng, 10 tháng, thậm chí cả năm nó không ảnh hưởng gì cả. Đó chính là bí quyết để giữ cho thuốc khi lúc khô không bị ẩm mốc. Thế nhưng bây giờ có lẽ Lương Y sẽ chỉ thêm một bí quyết nữa, đó là cách trồng cây trinh nữ hoàng cung này ở nhà để cho bà con có thể là dễ dàng sử dụng và có hàng ngày để sử dụng ạ. Vâng, cái cách trồng thì có người ngộ lắm, xin được cây gì thì về cái để nguyên về đưa xuống, mà 2 tháng sau nó cũng về, nó chả có phát triển có gì cả, là vì không biết cách để trồng. Dạ. Không biết cách để trồng thì phải mạnh dạn lên. Nếu mà xin được như thế này thì làm ơn việc đầu tiên là cắt bỏ cái phần lá nó đi. Đầu tiên để mình sử dụng. Để sử dụng rồi. Cái thứ hai là phải bỏ rễ nó đi. Bỏ rễ luôn à? Bỏ rễ luôn. Cái con đòn rễ này xuống mà thời gian mà nó bị phân hủy cái rễ này hết 2 tuần rồi thì đời nào mình mới có. Rồi cái thứ ba nữa, mà nếu đặt ngay cái này xuống thì nó sẽ bị thối. Thành ra bí quyết là phải phơi. Phơi cái này tôi chỉ luôn nghề rồi. Phơi 2 ngày. Phơi 2 ngày thì bây giờ ta thấy nó đang trắng vậy, nhưng mà khi phơi ngoài nắng nó ửng màu hồng lên rất sau là đẹp. Sau 2 ngày nó ửng màu hồng rất đẹp thì nó khô xe hết rồi, người ta biết chắc chắn thì có lẽ là nó sẽ thèm nước, nó khan nước, và khi mà đã phơi xong đem vào để cho nguội, người ta mới tới khâu chuẩn bị đất chứ. Chuẩn bị đất thì thường ta trồng trong chậu kiểng thôi. Cái chậu kiểng thì khoảng chừng 7 tấc, 8 tấc gì đó thì mình trồng 4 năm cũ trong chậu là nó phát triển. Một năm sau thì nó nở con ra này, khoảng chừng 5-6 cái củ con nữa. Thì ta rất đơn giản, phân nè, phân hoai nha, rồi cho trấu một ít cát. Cái này nó không chịu úng, úng thì nó sẽ bị hư. Nhưng mà nếu khô quá thì nó không phát triển lá, cho nên cái độ ẩm nó vừa phải. Thì ta đặt moi một lỗ rồi đặt cái củ trinh nữ hoàng cung này xuống. Trong một tuần sau thì bắt đầu nó nảy mầm, ha. Và khoảng chừng 2 tuần, đây là củ trinh nữ hoàng cung 2 tuần, là nó đã lên tầm này rồi, tầm này. Và chúng ta để khoảng 2 tháng là bắt đầu, khi mà lá trinh nữ nó bắt đầu như vậy, khi ta sử dụng thì ta tỉa cái lá già, người ta dùng đi, trước, rồi còn cái nào mà cái đọt non này ta để lại, chứ không phải là thiến hết cái này rồi không được. Những cái này thì thường chất lượng nó không bằng. Dạ đúng rồi. Đó là cái cách trồng và sử dụng cái trinh nữ hoàng cung. Xin được cảm ơn Lương Y. Và kính thưa quý vị, với hai bài thuốc Lương Y, Nguyễn Công Đức vừa trình bày cũng như là cách trồng cây trinh nữ hoàng cung, thì hy vọng rằng bà con có thể chủ động trồng và sử dụng loại thuốc này để trị bệnh cho mình. Đến đây thì cũng xin được nói lời cảm ơn Lương Y Nguyễn Công Đức đã dành thời gian cho chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị hãy đăng ký, like, share hoặc comment ý kiến riêng của mình ngay phía dưới video này. Cảm ơn quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một sức khỏe tốt.